Hoa sứ Lyza xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay thì cũng như mọi ngày ha, con làm clip đăng lên giới thiệu đến với cô chú và anh chị một số cặp sứ Thái ghép ha. Và con xin được chia sẻ, tụi con có cung cấp phân dơi ha. Con bán một túi như vậy là giá 20.000. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Và cô chú và anh chị có nhu cầu xài nhiều thì liên hệ bên con có bán dạng ký nữa ha. Giờ con quay trở lại con bán cây sứ. Đây là cặp số 1. Cặp số 1 là mình có cây Ngọc Diễm với cây Xuân Phúc. Hai cây này thì con sắp hình cũ, có hình hơi quái xíu ha. Cây này Xuân Phúc, hoa ba lớp màu đỏ. Cây mình đang cho nụ. Nụ li ti bằng đầu đũa hết nè ha. Cây Xuân Phúc 4 bo. Cũ nó có hình hơi quái nè. Và qua đây là cây Ngọc Diễm, hoa dạng cánh đơn, đỏ, sọc trắng, cây 5 bo. Cây Ngọc Diễm này thì có hình như con ếch ha, ngồi chuẩn bị chồm nhảy tới. Cây 5 bo nè. Cây này nó bị trong lúc vận chuyển tụi con để chậu trồng lên á, nó chạy lớp vỏ này nhưng mà không sao ha. Nó theo thời gian cái cây cũ của mình nó lớn lên á, thì cái này nó, cái cũ nó phát triển lớn thì nó chốc nha, không có gì hết á. Cặp này số 1, 240.000. Và qua đây số 2. Số 2 có cây rồng vàng và cây hot girl. Cây này hot girl, hoa hai lớp, màu đỏ. Cây 3 bo. Củ to bằng lon sữa 900g. Qua đây rồng vàng. Rồng vàng, hoa dạng cánh kép màu vàng. Cây mình 4 bo ha. Cây hot girl con vô chậu 9 và rồng vàng vô chậu 8 ha. Cặp này số 2, giá 180.000. Rồng vàng hot girl. Ở đây số 3. Số 3 là có cây Vinh Hoa. Với lại cây này nó ba giống luôn. Candy, hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng. Kiều Diễm, hoa dạng cánh kép màu hồng, sọc. Khôi Nguyên, ba lớp màu đỏ. Cây này một cây mà được ba giống à. Cây của mình là nó được 6 bo. Cái cây này nó bị người ta dạ chỗ này miếng ha, có cái sẹo đã lành rồi ha. Và qua đây là cây này Vinh Hoa, hoa dạng cánh kép trắng sọc. Cây mình 8 bo. Vinh Hoa có ghép cái lá này nhìn giống lá Kiều Diễm quá. Cặp này số 3 giá 220. Qua đây số 4. Số 4 Khôi Nguyên, Vân Huế 5. Cây này Vân Huế 5, hoa dạng cánh kép màu hồng có sọc. Cây đang đơm nụ ha. Cây mình 5 bo. Vân Huế 5. Cây này có bộ tán cây nó xòe ra tròn ha. Và qua đây là Kim Lân. Kim Lân là hoa dạng cánh kép màu đỏ. Cây 5 bo. Cặp này đều đang cho nụ đều nhau ha. Củ của nó to khoảng 1,5 gang tay mình ướm lại ha. Cặp này số 4, 220. Đây số 5. Số 5 là Xuân Phúc Thu Thủy 5. Cây này Xuân Phúc, ba lớp màu đỏ. Cây 4 bo. Xuân Phúc cho nụ. Cái lá Xuân Phúc nhìn vô rất là đẹp luôn nè. Lá dày xanh bóng mướt luôn. Và qua đây là Thu Thủy 5, hoa dạng cánh kép màu hồng có sọc. Cây 4 bo. Cặp này là số 5, 250. Cây số 6. Số 6 là mình có cây. Cây này hai giống, màu tím than, dạng cánh kép và long thành ba lớp đỏ, cây hai giống ha. Cây 6 bo. Cây này con vô chậu 8. Và qua đây là cây này vô chậu 9 nè ha. Cây này hai giống, dạ khúc, hoa dạng cánh kép tím sọc, tím sọc hồng. Và candy, hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng. Cây mình được 7 bo. Cây này vô chậu 9. Cặp này số 6 giá 200.000. Cây số 7. Số 7 là mình có cây Ngọc Băng với cây Ngọc Khuê. Cây này Ngọc Băng, hoa màu trắng, dạng cánh kép. Cây 4 bo.
Và qua đây là ngọc khuê, hoa dạng cánh kép màu vàng có chấm đỏ. Cây này 7 bo. Cây ngọc khuê này mà tựa nó ra dài, mình chăm tựa ra dài nữa là cây phát triển tựa dài á. Nhìn cây mình sum xuê luôn ha. Cặp này số 7, 250. Rồi qua đây số 8. Số 8 mình có cây tấn hỷ. Với cây này hai giống hồng ngọc rồng vàng. Bắt đầu cây này trước ha. Hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng và rồng vàng, và hoa dạng cánh kép màu vàng. Cây mình 5 bo. Cái củ này nó nằm sâu quá, con không biết cỡ nào để mà con mô tả cho cô chú và anh chị biết luôn. Con thấy cái phần trên nó thì nó khoảng, củ này chắc to lắm á. Củ này phần trên nó không, nó lú lên khúc trên bằng lon sữa 400g. Và qua đây là cây tấn hỷ. Tấn hỷ hoa ba lớp màu đỏ. Cây mình 5 bo. Củ to khoảng 1,5 gang, tay con ướm lại. Cặp này số 8, 220. Đây số 9. Số 9 có cây candy và cây T1. Cây này candy, hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng. Cây candy 8 bo. Củ to khoảng 1,5 gang tay mình ha. Và qua đây là T1. T1 là hoa màu đỏ, cánh có viền, dạng cánh kép. Cây 7 bo. Củ T1 này to khoảng 2 gang tay của con luôn. Cặp số 9, 260.000. Và số 10. Số 10 cẩm hồng Long Thành. Long Thành 3 lớp màu đỏ. Đang cho nụ nè. Cây Long Thành là nó 6 bo. Cây này có bộ tàn đẹp, tròn, xòe ra tựa phân nhánh ra đều hết á. Và qua đây cây cẩm hồng 2 lớp màu hồng. Cây cẩm hồng này 5 bo. Cặp này là số 10, 220.000. Dạ bên tụi con á là xếp hàng phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí xếp đó ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho tụi con trong thời gian qua. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ.